Nhân xin chào cô chú anh chị. Video này thì Nhân giới thiệu cho cô chú anh chị mình một lô 4x18 hướng Nam. Thì cô chú anh chị nằm thuộc khu mạng là Đông Tứ Trạch ha, là sẽ hợp được với vị trí này. Nó sẽ từ cái cột mốc hiện tại nó có sẵn luôn chú chị. Từ đây ha, mình qua tới cột mốc bên đây nè. Nó có sẵn ống nước cho mình luôn nè. Chỉ cần mình xây dựng, mình lắp vào, mình xây dựng cũng như xài sau này luôn. Đây nước máy ha. Điện thì điện nhà nước có sẵn rồi. 18 là nó sẽ đụng đích với căn nhà đó. Nó đụng đích với nhà hiện tại. Tức là nguyên trên một cái cung đường này thì nó sẽ có hai dải, dải này hướng Nam, dải bên đây là hướng Bắc. Thì nó bằng nhau hết 4x18 hết luôn, tất cả luôn. Về cái giá của chú chị, Nhân nói luôn từ đầu để cho mình biết cái giá rồi đầu mình thấy ok rồi mình xem tiếp, đỡ mất thời gian ha. Ví dụ như nếu mà đợt sốt hồi năm rồi đó, thì những cái vị trí của hai cái lốc này nó rơi vào tầm khoảng 1.3 tỷ cho tới 1.35 tỷ. Nó 1.3 tỷ là những cái lô là nó sẽ lỗ phong thủy xíu, còn những cái lô mà nó đẹp là nó 1.35 tỷ. Hiện tại thì chủ đang rất là ngọt, cũng như là bán theo cái giá thời điểm hiện tại là gọi là cái giá ngọt đúng không chị? Thì hiện tại là chủ đang kêu là 980 triệu, 980 triệu cho một cái vị trí lô đất này. Sổ hồng thì có sẵn rồi, mình mua bán là sẽ công chứng và sang tên liền, nó không cần phải chờ đợi gì hết nha. Ở đây thì mình sẽ có vỉa hè là 2m nè, lòng đường của mình là 6m, thì mình tính hai cái vỉa hè hai bên với lòng đường của mình là nó sẽ thể hiện trong sổ là 10m, tức là bao gồm 6m lòng đường và vỉa hè hai bên, mỗi bên vậy là 2m nữa. Cái khu này thì như cô chú anh chị mình thấy hiện tại là nhà ở nó cũng khá là đông rồi ha, cũng khá là đông đúc rồi, rất là nhiều nhà. Ở đây thì mình sẽ nằm giữa hai cái trục đường lớn. Trục đường thứ nhất là trục đường TC5 là ở phía sau lưng của cái lô đất của mình á. Thì cái TC5 là nó sẽ cắt ngang cái dự án của mình và nó chạy thẳng tới công viên 7 cơ quan thế giới, và mình chạy xuống này là cuối dự án nè. Còn cái đường bên đây, bên đối diện lô đất của mình, nó sẽ là đường KT11. KT11 là một cái con đường lớn nhất cũng như là dài nhất của dự án cao tầng Vũ Sinh của mình. Thì lớn nhất là con đường của mình lên tới 20m nha, và nó sẽ cắt ngang luôn cái dự án của mình. Thì mình đi cuối đường KT1, hoặc là mình đi cuối đường này là mình rẽ đường KT1, thì mình sẽ đi ra con đường gọi là đường ấp rừng Sến á. Thì nó sẽ có hai hướng, một cái hướng mình rẽ tay phải là mình đi ra ngoài đường tỉnh lộ 9, còn cái hướng mình rẽ tay trái là mình sẽ đi qua khu công nghiệp Đức Hòa 3 của Đức Hòa Long An của mình á. Nếu mà mình nói về cái giá này của chúng chị, bây giờ là của chúng chị mình khi mình mua nhà hoặc mua đất thì mình rất là chú trọng về cái phần giá đó, về đầu tiên là về cái giá đó, mình thấy hợp lý lúc đó mình mới nghiên cứu về cái giấy tờ sổ sách. Thì đó, như giấy tờ sổ sách thì nhưng nói là có sẵn rồi, mua bán công chứng nhân tên liền. Còn về cái phần giá thì ví dụ như mình nói không biết nói như thế nào, rẻ hay mắc là đó, nói chung là tùy thôi, tùy theo cái nhu cầu của cô chú chị mình. Nhưng mà ví dụ mà theo với Nhân thì cái thời điểm này là nếu như mình mua thời điểm này thì coi như là nó rẻ hơn 300 mấy chục triệu so với thời điểm đặt sốt rồi. Thì ví dụ như cô chú chị mình mua đầu tư, mình để đó làm của, hoặc là sau này mình ở cái gì đó, thì cái giá này thì quá tuyệt vời. Còn nếu như mà cô chú chị mình mua để mà xây lên một cái căn nhà ở thì nó càng tuyệt vời hơn nữa. Ví dụ như hồi trước thì với cái tầm mà tài chính tầm khoảng 2 tỷ thì cứu trước chị mình khó để mà mua được một cái lô đất 4x18 mà xây cái nhà 2 lầu để hoàn công nữa, thì tầm 2 tỷ hơn đó, ít nhất là phải tầm 2.3 tới 2.4. Còn trong thời điểm này nếu mà chú chị mình mua một lô đất 4x18 và xây cái nhà thì một trệt 2 lầu đó, thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng chừng 2 tỷ đó, 2 tỷ hơn xíu thôi, rất là sướng luôn. Rồi cái đó thì cái chia sẻ của Nhân gọi đến cho chúng chị mình. Còn ví dụ như mình cảm nhận mình thấy hợp lý ok thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân, số điện thoại trên màn hình đó, thì Nhân sẽ dẫn cho chúng chị mình xem đất thực tế cũng như là về giấy tờ sổ sách, giá cả thì mình sẽ gặp bên chủ ha để làm việc. Rồi cảm ơn cô chú chị mình rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều video sau nhé. Tiếp theo Nhân sẽ có những cái lô đất với những cái vị trí cũng như cái giá cả nó cũng khá là tốt nữa, gửi đến của chú chị mình, cho nên mình nhớ đăng ký kênh đó. Ai đăng ký rồi thì mình khỏi đăng ký nữa nha, còn ai chưa đăng ký thì cứ đăng ký để xem được những căn nhà, những lô đất phía sau. Nếu mà mình thấy cái nào mà hợp lý ưng ý thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân, Nhân sẽ tư vấn hết mình cho chú chị luôn. Rồi bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại.